Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Chủ đề tháng công nhân, đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Dương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phổ biến các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động, v.v. nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã trao tặng 2 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trị giá 50 triệu đồng một căn, và trao tặng 7 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.